đã rời xa sân trường trung học cơ sở Yên Lạc lúc 15 tuổi và năm nay đã 35 tuổi, 25 gặp lại thì các bạn vẫn là vẫn gương mặt đấy, vẫn mọi người, vẫn nụ cười đấy. Rất là xúc động và rất là cảm ơn tấm lòng của các bạn đã tham gia nhiệt tình vào cái buổi họp lớp này. Thì mong cho chương trình hôm nay là thành công tốt đẹp. Cảm ơn mọi người nhé. Tháng năm học trò còn nhớ ngày chia tay ấy buồn, ngoài sân vẫn rơi hồng trắng kỷ niệm, chợt nhớ về những ngày xưa đã xa và hôm nay chúng ta đã quay trở về. Bạn ơi, giờ đây tôi muốn nói rằng lòng tôi vẫn nhớ người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn. Trở lại nơi chốn ấy, từng năm tháng chợt hiện trong ký ức. Về xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời. Cùng bao cánh hoa phương rơi ngập đầy nắng vàng, và những chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi chốn ấy. Bao bạn thân khi xưa bên nhau, giờ đây còn lại mình ta trong nỗi nhớ thiết tha. Rất vui là hôm nay cô được trở lại mái trường xưa. Cô ngày xưa là giáo viên dạy anh văn của các anh chị hôm nay mời về từng trường. Là một người giáo viên thì với những ngày như thế này đã là những kỷ niệm rất là đáng nhớ. Nhưng nó đặc biệt hơn đối với cô, đó là cô đã chuyển nghề và chuyển công tác. Và hôm nay lại được gặp lại trường và lớp. Thì cô có một cảm xúc rất là lâng lâng và cũng rất là biết ơn các bạn, vì các bạn đã tạo cái cơ hội kết nối để cho cô gặp lại các cái đồng nghiệp cũ và các cái học trò cũ của cô. Tháng năm có phải ta sẽ mãi nhớ đến nhau, rằng lòng tôi vẫn nhớ người thầy ngày xưa dạy chúng tôi không còn. Trở lại nơi chốn ấy, từng năm tháng chợt hiện trong ký ức. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi phương trời. Cùng bao cánh hoa phương rơi ngập đầy nắng vàng, và những chiều mưa ta cùng bước trên đường xưa. Ngày xưa đó mãi mãi bay xa, xa rời ta về nơi chốn. Một thời gian thì các bạn học sinh của lớp 9B thì đã ra trường và đi trưởng thành, đi công tác. Thì ngày hôm nay quay trở về thì thầy rất là vui khi thấy các bạn đều coi như là trưởng thành và đạt được nhiều những cái kết quả tốt. Thì từ những cái lúc mà học ở trường thì các thầy cô thì cũng rất mong muốn là các bạn thì khi mà lớn lên thì trưởng thành và có những cái dịp sẽ quay trở về với các thầy cô. Thì ngày hôm nay thì các bạn đã quay trở về thì các thầy cô cũng không biết nói gì hơn, xin là được cảm ơn tình cảm của các bạn học sinh của lớp 9B đối với các thầy cô, đối với nhà trường, và cũng mong muốn là chúng sẽ có nhiều dịp hơn nữa để được gặp gỡ nhau khi kỷ niệm 25, 30 năm, 35 năm ngày ra trường của các bạn. Nhưng nay là lần đầu gặp 20 năm lớp trò thì thấy tất cả những gương mặt trò thì thấy
cái sự hồn nhiên trong phạm vẫn như xưa, những cái con người thì có thể là từng trải hơn về trong cách nghĩ, trong cuộc sống, sự trưởng thành. Thế nhưng một điểm thành thầy trò nghĩa nặng tình sâu trong 20 năm thì không bao giờ thay đổi. Thế buồn buồn xúc động và biết ơn tất cả đấy, tất cả là cái cuộc đời đã trao cái nghiệp cho mình và cũng dạy dỗ cho các em. Bây giờ các em có lớn trưởng thành, đấy là niềm tự hào của thầy trong tất cả quá trình 40 năm dạy học, và cũng là không gì hơn là chúc tất cả các em là trong 20 năm này trở về này luôn luôn mạnh khỏe, và chúc học trò lớp 9B luôn thành đạt và trưởng thành và hạnh phúc. Gian khó hãy nhớ nụ cười là món quà, la 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 la. Đời đổi thay, thế giới vẫn quay, tuổi thanh xuân như gió như mây. Cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong, năm tháng ấy quay lại được không? Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi, 18 đôi mươi nhưng nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó, dẫu phong ba, hiên ngang bước sóng gió sẽ qua. Những tháng ngày năm đó anh cũng cười thật tươi, có đôi lời yêu em anh vẫn chưa dám ngỏ lời. Yêu bầu trời năm ấy cũng ngàn vệt nắng ở cuối trời, vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi, nhớ nụ cười xuân thời. Thích thì cứ bước, chẳng sợ ai chê, đam mê phía trước đừng đợi chờ lên thế. Mơ và hay cứ ước thanh xuân cũng là điều phi thường, hẹn gặp nhau ở cuối con đường. Đời đổi thay, thế giới vẫn quay, tuổi thanh xuân như gió như mây. Cười thật tươi lên khi đôi môi ta còn đó mong, năm tháng ấy quay lại được không? Những tháng ngày năm đó ta đã cười thật tươi, 18 đôi mươi nhưng nụ cười đẹp nhất đời. Dẫu gian khó, dẫu phong ba, hiên ngang bước sóng gió sẽ qua. Vẫn nhớ bóng dáng đôi mươi, nhớ nụ cười xuân ơi. Đã bay xa rồi, thời thanh xuân tươi nồng của tôi, phải sống hạnh phúc nước mắt không rơi. Sau này ta sẽ có tất cả, nhưng không có chúng ta.